cả xe máy Đức Kiên xin tập. Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay cả xe live ở bên quán xe ga và xe số địa chỉ 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương ạ. Hiện tại gàng đã gộp hết hai dòng xe ga và xe số sang bên quán địa chỉ 289 Ngô Quyền để mọi người có thể tham khảo tiện hơn ạ. Xin chào Phạm Thành nha. Chào cua pin Nguyễn ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào có thể bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể và sẽ báo giá trực tiếp trên like ngày hôm nay ạ. Chào Nguyễn Văn Minh nha. Cuối tuần mà đẹp ngày đẹp trời, mọi người qua gàng 289 để tham khảo xe nha. Chào Đức Anh nha. Các bạn nên có thể đi thử chạy thử để cảm nhận chất xe, để tham khảo xe gàng đều có nhân viên để hỗ trợ tư vấn nhiệt tình chu đáo ạ. Chào Hùng Vũ ạ. Hiện tại gà đang có rất là nhiều về, rất là nhiều dòng xe SH. Xe từ đời 2012 đến đời 2022 gà đang có rất là nhiều. Giá chỉ hơn 40 triệu là có xe SH rồi ạ. Xin chào Duy Hokkaido nha. Gà đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Xin chào Đức Phúc ạ. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào có để mình loại dòng xe mình quan tâm, cả xe này chi tiết cụ thể và sẽ báo giá trực tiếp ạ. Đặc biệt là có trợ thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian ngắn nhất, hỗ trợ mua xe trả góp, thủ tục rất đơn giản, chỉ cần có chứng thư và căn cước công dân là được ạ. Exciter cả đang có X150, 155 đều có rất là nhiều xe ạ. X155 bản, X150 36 hiệu 900 đời 21 nha. Xe rất là đẹp ạ. Xin chào Hùng Vũ nha. SHMO hiện tại cả đang có 3 xe ạ. Xe đời 27, đời 2021 và đời 2019. 2017 chỉ từ 48 hiệu 900 cho đến đời SMO bạc đời 21 phanh ABS bản cá tính ạ. 69.800, chẳng có xe rồi ạ. Lát nhân viên cảng sẽ gửi đường link chi tiết và báo giá cụ thể từng xe SMO cho bạn tham khảo nha. Hoặc bạn có thể qua cảng 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương để tham khảo xe trực tiếp ạ. Chào Kiều My nha. SMO hiện tại giá đang có 3 xe ạ. Màu trắng, màu xanh và màu bạc đen ạ. Tất cả xe mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên, chất xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước, an ninh trộm đời xe ạ. Mọi người like và chia sẻ bài like ngày hôm nay giúp cửa hàng đấy ạ. Hùng Vũ ơi, bạn nên càng xem xe thực tế nha. Xe vàng bảo hành tuyệt đối và chất lượng xe cho khách ạ. Lát nhân viên cửa hàng sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể để cho bạn tham khảo nha. Xin chào Liên Phan nha. Winner cửa hàng đang có xe Winix V2 rồi ạ. Winner cả đang có 7 con xe, 7-8 xe ạ. Có đầy đủ màu, màu đỏ, màu xanh, màu đen nhám cả đều có xe nha. Từ 27.900.000 là có xe rồi ạ. Nó có Winner đời cao 2021 rồi ạ. Lát nữa nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết và báo giá cụ thể từng con xe một để cho bạn tham khảo nha. Hoặc mọi người có thể truy cập vào website xe máy Hải Dương.com. Trên đấy gà đăng đầy đủ tất cả dòng xe, từ xe ga, xe số, đời xe và giá xe. Thông tin chi tiết của xe gà đều đăng ở trên website ạ. Mọi người có thể vào truy cập vào website để tham khảo nha. Xin chào Thuận Trần nha. Xin chào Nam Ngọc Phạm ạ.
giờ Mạnh Ninh nha. Mọi người, các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào vậy ạ? Vui lòng để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe lai chi tiết cụ thể nha. Vin X155 đời 2022, xe chạy mấy trăm cây, 42.800.000 ạ. Màu vàng đen ạ. SH hiện tại cả đang có rất là nhiều xe. Hiện tại đang về hơn 100 xe SH. Tất cả xe mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe nha. Xin chào Trung Trần ạ. SH125 đời 2020-2015 càng có xe nha bạn. Có từ 2015 nó sẽ có giá dao động tầm xung quanh 53-54 triệu là có xe ạ. Có đầy đủ màu đen, màu trắng cả đều có xe nha. Màu đỏ đều có ạ. Lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể cho bạn tham khảo nha. 59.800.000 là có SH125-2016 khóa sấm cây rồi ạ. Giỏi nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe lai chi tiết cụ thể và báo giá trên bài lai ngày hôm nay ạ. Xin chào Nam Lê nha. Xin chào cậu hai ạ. Tất cả xe mua tại cả xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Thứ nhất là bảo hành về máy, máy nguyên, chất, xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước, an ninh trọn đời xe. Trong quá trình mua xe, cả hàng đều có chính sách bảo hành riêng. Dù như có cần căn chỉnh gì cứ mang qua cả hàng sẽ đều căn chỉnh xe cho khách ạ. Đặc biệt cả hàng có hỗ trợ thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian ngắn nhất và hỗ trợ mua xe trả góp. Chỉ cần có thủ tục rất đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh thư hoặc căn cước công dân là được ạ. Không thẩm định người thân, không giữ bất kỳ giấy tờ thân, giấy tờ tùy thân gốc nào. Và đặc biệt giải ngân nhanh và lấy xe ngay trong ngày luôn ạ. Gem cả đang có rất là nhiều xe nha. Ai đang quan tâm đến dòng xe gem cả đều có xe gem ạ. Chỉ từ 38-39 triệu là có xe gem đời 22 rồi ạ. Và đang quan tâm đến gem cứ để lại bình luận dòng xe gem, lát nhân viên cả sẽ gửi đường link chi tiết cụ thể từng dòng xe gem để các bạn tham khảo ạ. Chào Sơn Phú Phú HD nha. Vin X Hảo Huyện X155 bản cao thấp nhất của dòng xe như mới, xe chạy chuẩn có 1-2.000 cây ạ. Xe rất là đẹp nha. Hôm ngày qua về là 289 mua về để tham khảo xe ạ. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài live hôm nay ạ. Xin hẹn mọi người vào bài live sau ạ.